Lee Seo, tên thật là Lee Hyun Seo, sinh năm 2007, là em út của nhóm nhạc nữ IVE trực thuộc Starship Entertainment. Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt xinh xắn, lôi cuốn nên được người hâm mộ yêu mến. Với đam mê đứng trên sân khấu, cô ứng tuyển làm người mẫu nhí do công ty SM Entertainment đào tạo và quản lý. Năm 2016, SM tổ chức buổi tuyển chọn thế hệ người mẫu nhí đầu tiên cho công ty. Để vượt qua vòng loại, các thí sinh phải thể hiện nhiều kỹ năng như catwalk, ca hát, diễn xuất hay chơi đàn. Đáng chú ý, Lee Seo đã vượt qua hàng nghìn thí sinh tiềm năng khác để trở thành một trong 15 gương mặt do SM lựa chọn. Tại đây, cô được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp là tiền đề phát triển công việc tương lai. Cho đến năm 2019, cô nàng khi đến cửa hàng bách hóa Shinsegae để mua đồ uống và được nhân viên Starship mời tham gia buổi thử giọng của công ty. Sau đó, cô bắt đầu quá trình làm thực tập sinh tại đây khoảng 2 năm để ra mắt cùng nhóm nữ thế hệ mới IVE. Trong buổi thử giọng cuối cùng, Starship đã xem xét kỹ lưỡng về những thực tập sinh có nét quyến rũ độc đáo, hiểu biết, lẫn kỹ năng cần thiết trong ngành công nghiệp âm nhạc. IVE là một nhóm nhạc mà mỗi thành viên đều có cá tính, sức hút, lẫn tố chất riêng để cùng nhau dung hợp. Lee Seo là cô gái có sự nghiêm túc và đam mê mãnh liệt khiến chúng tôi chú ý. Phó Chủ tịch Seo Hyun-jo nêu cảm nghĩ về IVE và em út Lee Seo trong bài phỏng vấn với Korea Jong-un Daily. Thời gian đầu ra mắt cùng IVE, Lee Seo thu hút truyền thông nhờ danh em út cũng như sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chiều cao ấn tượng dù tuổi còn nhỏ. Trong MV đầu tay, Lee Seo gây bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, thần thái tự tin cùng vũ đạo uyển chuyển. Công chúng sau đó đã dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của em út nhóm IVE. Trong lúc thực hiện hoạt động quảng bá, Lee Seo đã nhận được nhiều lời khen vì những màn trình diễn tốt hơn kỳ vọng, đồng thời có thể xử lý sự cố trên sân khấu đầy chuyên nghiệp. Tác phẩm đầu tay của cô gái nhanh chóng ghi nhận nhiều thành tích khủng với doanh thu album lẫn thứ hạng trên bảng xếp hạng nhạc số. Tận dụng sức hút từ Eleven, Lee Seo cùng IVE trở lại đường đua K-pop với Love Die vào tháng 4 năm 2022. Trên các sân khấu trình diễn, Lee Seo luôn đem đến năng lượng tươi trẻ cùng biểu cảm đa dạng giúp cô thu hút mọi ánh nhìn. Nữ ca sĩ qua đó chứng minh bản thân dần xóa bỏ những nghi ngại ban đầu của công chúng. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian, năng lượng của cô nàng lại bị cho là có phần ố rể với những biểu cảm quá lố, khiến người xem cảm thấy mệt. Thậm chí không chỉ riêng em út mà hầu hết các thành viên IVE đều nhận về chỉ trích này thời điểm mới debut. Bên cạnh sự ủng hộ và yêu mến, Lee Seo cũng vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt. Đa số ý kiến trái chiều đều xuất phát từ khả năng ca hát hay thái độ với những nghệ sĩ khác của em út nhóm IVE. Cuối năm 2022, em út Lee Seo cùng Yang Won Young trong nhóm IVE có màn thể hiện lại ca khúc Strawberry Moon của IU trên sân khấu 2022 MBC Gayo Dejun. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã bị tố hát nhép và coi thường khán giả. Đây không phải lần đầu tiên IVE hát nhép, tuy nhiên những lần trước đó, họ vừa biểu diễn vừa thực hiện vũ đạo nên được công chúng cảm thông. Với lần này, hai nữ ca sĩ chỉ ngồi yên mà không thực hiện vũ đạo, do đó việc họ hát nhép khiến khán giả không hài lòng. Thậm chí, hai người bị cáo buộc sử dụng bản thu trong video cover được đăng trước đó. Sự lười biếng của họ khiến dư luận phẫn nộ. Càng ngày, Lee Seo cùng Won Young càng bị đánh giá yếu kém về tài năng. Không chỉ là hai thành viên hát nhảy kém nhất nhóm, Lee Seo và Young Won Young được nhận định quá yếu thế về kỹ năng so với các nhóm nhạc cùng trang lứa. Ngoài sân khấu cùng Won Young, những màn trình diễn trực tiếp khác của Lee Seo cũng khiến khán giả tức giận. Kỹ năng thanh nhạc yếu, dễ hụt hơi và hát không rõ lời tiếp tục là tâm điểm tranh cãi. Bên cạnh giọng hát gây tranh cãi, Lee Seo và các thành viên trong IVE cũng nhiều lần chịu chỉ trích vì những hành động bị cho là vô lễ như không cúi chào tiền bối hay ngó lơ đồng nghiệp. Sóng gió liên tiếp bủa vây khiến Lee Seo phải đối mặt với áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, nhiều người đưa ra quan điểm bênh vực em út nhóm IVE khi cho rằng cô vẫn đang còn trẻ và cần thời gian hoàn thiện bản thân. Năm 2022, Lee Seo chính thức theo học tại trường nghệ thuật Hanlim. Tuy nhiên, đến năm ngoái, truyền thông Hàn lại được dịp dậy sóng với clip nghi vấn Lee Seo bị bạn học bắt nạt ở trường. Cụ thể trong video, em út IVE bị bạn bè bắt phải ký tên vào tất cả các trang của cuốn sổ dày cộp, còn không được phép ngồi xuống. Được biết, đoạn clip ngắn nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội Hàn Quốc và quốc tế, mang về tới 2 triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Nguồn tin cho biết thêm, bạn cùng lớp đã quay lại clip để chế giễu Lee Seo, sau đó còn đăng tải lên một diễn đàn chuyên quấy rối, xúc phạm phụ nữ nhằm làm tổn hại danh dự thành viên IVE. Chưa dừng lại ở đó, họ còn tung tin đồn Lee Seo lười biếng, cứ đến lớp là ngủ trong cả buổi học. Thời điểm đó, netizen tỏ ra bức xúc trước hành động đáng chê trách của bạn học Lee Seo, đồng thời bày tỏ hy vọng công ty Starship Entertainment sớm có động thái cần thiết nhằm bảo vệ gà nhà và ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Người hâm mộ cho rằng, vì trong nhóm, Lee Seo là thành viên kém nổi nhất nên không được công ty quan tâm đúng mực. Đó là lý do đã vài ngày sau khi sự kiện bùng nổ, công ty quản lý của nhóm vẫn im lặng.